trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 25 và 26 tháng 7 năm Quý Mão. Chùa Quang Minh, thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tổ chức lễ cầu siêu bạc độ, chư hương linh quá cố. Pháp sự diễn ra dưới sự chứng minh và chú nguyện của Hòa Thượng Thích Minh Trí, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, do Đại đức Thích Minh Hiển, giám tự chùa Quang Minh cùng Ban hộ tự, đạo hữu Phật tử tổ chức nhằm hoàn khai, truy niệm tiền hậu công đức, cầu siêu bát tánh chư hương linh, giải oan bạc độ, chẩn tế chư âm linh, nguyện cầu âm siêu dương thịnh. Theo đó, vào sáng ngày 25 tháng 7 âm lịch, các nghi lễ cáo thần, hương tác, thượng đại tràng phan, cung thỉnh quá cố chư hương linh nhập trai đàn được trang nghiêm diễn ra. Toàn thể bổn tự thành kính trang nghiêm tác bạch, cung thỉnh chư tôn giáo phẩm và ban kinh sư đồng quy hướng Phật điện bạch Phật khai kinh, sái tịnh đàn tràng, phụng thỉnh tam bảo cúng ngọ, thỉnh tiêu diện đại sĩ đề phan vị. Buổi chiều sau khi tuyên sớ cầu siêu, ban tổ chức cung thỉnh Đại đức Thích Thánh Thông, ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình, thăng tòa thuyết pháp khai thị cho chư hương linh. Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Phước Minh, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam sám chủ, cùng Hội đồng kinh sư hành đàn giải oan bạc độ, hiệp cùng tín tâm, tín nguyện của toàn thể đại chúng khai hóa cho chư hương linh đoạn trừ gốc rễ của lầm mê, tỉnh giác đoạn trừ nghiệp chướng oán chướng. Tối cùng ngày, đạo tràng Phật tử phát nguyện trì tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng chư hương linh tăng phần pháp vị.